Thiết bị chăn nuôi Huy Hoàng Tím xin kính chào quý khách. Dụng cụ chăn nuôi là một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ người nông dân có thể chăm sóc vật nuôi tốt hơn, giảm nhẹ những nỗi lo và công việc phải làm mỗi ngày, tăng gia sản xuất. Nếu bạn nuôi vật nuôi với số lượng ít, một vài con, rất có thể bạn không cần đến chúng. Tuy nhiên, nếu bạn chăn nuôi với số lượng lớn, đặc biệt là làm trang trại, thì không thể thiếu được dụng cụ chăn nuôi. Chúng tôi hoạt động vững mạnh trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và thi công các công trình trang trại chăn nuôi như tư vấn, thiết kế, thi công trại gà, trại vịt, trại nuôi heo theo công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, cung cấp thiết bị chăn nuôi vịt, gà, thiết bị chăn nuôi heo, chuyên sản xuất đan bê tông chịu lực cho sàn chuồng heo, sản xuất và cung cấp vỉ nhựa cho heo nái sữa, sản xuất máng ăn tự động bằng inox, máng tập ăn heo con, cung cấp chuồng nái đẻ chất lượng và đa dạng những sản phẩm, thiết bị khác. Thiết bị chăn nuôi Huy Hoàng Tím đem đến cho bạn những sản phẩm, dụng cụ chăn nuôi chất lượng cao với giá cả cạnh tranh, được người sử dụng tin tưởng và lựa chọn là nơi cung cấp các dụng cụ và thiết bị chăn nuôi cho trang trại của mình. Sản phẩm của thiết bị chăn nuôi Huy Hoàng Tím cung cấp đảm bảo độ bền, tính chắc chắn và an toàn cho vật nuôi bởi những thiết kế khéo léo, tinh xảo, phù hợp với tập tính vật nuôi. Được tạo nên từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh cao cấp, kết cấu bền chắc, tính thẩm mỹ cao. Chúng tôi cam kết khảo sát trực tiếp, đưa ra giải pháp thích hợp, tối ưu chi phí, chỉ cung cấp những sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, đáp ứng công năng sử dụng, giao hàng tận nơi, giá cả hợp lý, đảm bảo chất lượng ngay từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra. Mọi nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0982 978 301, địa chỉ ấp Liên Hiệp 1, xã Sa Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thiết bị chăn nuôi Huy Hoàng Tím, đồng hành cùng phát triển.